người gieo hạt bồ đề, thắp đèn bát nhã đưa người qua pháp giới, gieo hạt bồ đề đâu ngại vượt trùng dương, trải gần 10 năm, không quản gian lao, không từ khó nhọc. Vào ngày 13 tháng 10 năm 2022, Thượng tọa Thích Huyền Châu đã long trọng phổ cáo đến cộng đồng Phật giáo Nam Châu về sự ra đời của Đại học Sakya Buddha. Vì thế, vào ngày 8 tháng 1 năm 2023, dân biểu Rô Khanna, thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, đã tổ chức buổi lễ vinh danh Thượng tọa về công trình giáo dục phục vụ cộng đồng xuất sắc và vô giá. Những hạt bồ đề mà Thượng tọa gieo trồng trên đất Mỹ, từ đây không chỉ là biểu tượng lời Phật dạy về những công hạnh lợi sinh, mà đã trở thành hoa trái thiết thực được cộng đồng thừa nhận. Hơn 30 năm về trước, Thượng tọa Thích Huyền Châu là một chú sa đi được hàm dưỡng tuệ căn trong đạo tràng chùa Phước Long, một ngôi danh lam duy nhất do Quốc sư Phước Huệ, bậc thầy của ba đời vua, sáng lập tại Tây Sơn, Bình Định, Việt Nam. Dấn bước vân du theo con đường xuất trần thượng sĩ, Thượng tọa được các bậc thầy nội điển thâm sâu khả kính tại quê nhà, từng bước truyền trao đạo mạch, ngõ hầu tác thành khí trưởng thiền môn. Sau đó lại được trưởng thành trong sự giáo dưỡng của các bậc thầy uyên bác Phật học. Nhờ đó, vào tháng 9 năm 2009, Thượng tọa được bổn sư tin tưởng truyền trao ấn tổ, ủy thác chức trách chú chỉ đạo mạch quốc sư. Sau thời gian 4 năm 9 tháng, trùng quang đạo mạch quốc sư huy hoàng, đến ngày 29 tháng 5 năm 2013, được sự chấp thuận của Sở Di trú Hoa Kỳ, Thượng tọa từ giã đạo tràng chùa Phước Long đến Hoàng Dương Cháy Pháp tại chùa Linh Sơn, tiểu bang Massachusetts. Không dừng bước vân du ở miền Đông, vào tháng 10 cùng năm, Thượng tọa chuyển sang bờ Tây Hoa Kỳ, đến vùng Orange County, quận Cam, miền Nam California, kiến lập đạo tràng. Quận Cam là một vùng đất rất đông Phật tử Việt Nam di trú. Đặc biệt, Santa Ana là thành phố đầu tiên đón chào Phật giáo. Nhận thấy nơi đây cộng đồng Phật giáo Việt Nam hình thành đã hơn 50 năm, với những sinh hoạt văn hóa phong phú, đa dạng. Tuy nhiên, nơi đây chưa có một ngôi trường đại học để hướng dẫn triết học tâm linh cho nhiều người có nhu cầu tìm hiểu, nghiên cứu và sống với chánh pháp Như Lai. Vì thế, vào tháng 10 năm 2014, Thượng tọa đã phát tâm kiến lập cơ sở đầu tiên tại địa chỉ số 3404 Westminster Avenue, thành phố Santa Ana, tiểu bang California. Nơi đây vốn là một ngôi nhà thờ Tin Lành cũ nát, được Thượng tọa và tứ chúng nhọc công sửa chữa tu bổ, trở thành Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Lễ Lạc Thành được tổ chức vào ngày 3 tháng 6 năm 2015 với hơn 1.250 tăng ni Phật tử tham dự. Không khí trang nghiêm bấy giờ, những ánh tâm quang, báo hiệu nền giáo dục Phật giáo bắt đầu khởi sắc. Kể từ khi thành lập, nơi đây vừa là một ngôi chùa để cộng đồng Phật tử quy tụ lễ bái, tham dự các nghi thức Phật giáo truyền thống, đồng thời cũng đóng vai trò như một ngôi trường Phật học dành cho đại chúng, nơi mà Phật tử thường xuyên được quý tăng ni ân cần giảng dạy những kiến thức Phật học căn bản một cách có hệ thống. Ngay sau khi có được những điều kiện cơ sở vật chất tối thiểu, Thượng tọa tức thời tiến hành xây dựng các nền tảng học thuật để chuẩn bị cho sự phát triển lâu dài. Trên tinh thần này, vào tháng 9 năm 2015, Thượng tọa đã tổ chức hội thảo mở rộng trong cộng đồng Phật giáo với chủ đề Giáo dục Phật giáo tại Hoa Kỳ. Kết quả hội thảo tạo thành nền tảng ban đầu cho những sinh hoạt học thuật Phật giáo, và trong đó có định hướng cho mục tiêu xây dựng trường đại học Phật giáo tương lai. Tuy nhiên, không đợi đến lúc có thể đáp ứng mọi tiêu chuẩn học thuật khắt khe như một ngôi trường đại học Phật giáo thực thụ tại Hoa Kỳ, vào ngày 29 tháng 5 năm 2016, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đã chính thức khai giảng khóa chuyên khoa Phật học đầu tiên với những chương trình sơ trung đẳng. Nhân dịp này, Thượng tọa còn ra mắt chương trình Pháp Nhạc Âm, một chương trình nghệ thuật nghiêm túc được thể hiện bằng sức dẫn biện tài thánh điển kết hợp với tranh điêu khắc gỗ và âm nhạc Phật giáo, đã tạo ra sự lắng động cảm xúc đa chiều trong lòng khán thính giả. Tinh hoa giáo nghĩa trong 50 ca khúc của chương trình như những viên ngọc kết thành tràng chuỗi hạt lung linh tỏa sáng. Hoạt động nghệ thuật đa dạng này đã trợ duyên rất nhiều cho tiến trình vận động tinh thần ghi danh Phật học. Sau 3 năm, khóa sơ trung đẳng tốt nghiệp thì khóa học cao đẳng được khai giảng, và sau 2 khóa học này lại đến khóa chuyên khoa A Tỳ Đàm. Nhờ các lớp học Phật luôn được duy trì mà Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc từng bước mở rộng sức ảnh hưởng. Cộng đồng Phật tử giờ đây cũng quy tụ về Bồ Đề Phật Quốc, tham dự các khóa pháp hội, khóa tu, khóa thiền ngày càng đông đảo. Ba quốc đê giới đàn thành tâm cung thỉnh tuyên luận sư vị viện chủ Viện Phật học Bồ Đề Phật Quân Pháp Huy Huyền Châu Đại. Để tạo duyên lành cho quý thiện tín không thể tham dự các lớp Phật học mang tính khoa bảng, ngày 18 tháng 10 năm 2019, Thượng tọa đã ra mắt kênh truyền hình Bồ Đề Phật Quốc phát sóng trên băng tần 57.15. Đây là một phương tiện hoằng pháp rất hữu hiệu, có ảnh hưởng rộng rãi trong cộng đồng Phật tử Việt Nam. Có thể nói, suốt thời gian cách ly đại dịch COVID-19, chương trình truyền hình này đã truyền tải nhiều thông điệp từ bi hữu ích, giúp đồng bào Phật tử khắp nơi an trú trong pháp vị giải thoát của Như Lai. Ngoài ra, Bồ Đề Phật Quốc còn long trọng tổ chức 4 lần Đại Giới Đàn truyền trao Thánh Giới Như Lai, tác thành đời sống phạm hạnh thanh cao cho tư chúng. Theo đó, các lễ kiết ma tụng giới mỗi nửa tháng một lần cũng được tổ chức như Pháp. Đây là những sinh hoạt mang tính truyền thống thiêng liêng, được gìn giữ trên 2.600 năm của cộng đồng tăng già đệ tử Phật. Những hoạt động hoằng pháp cụ thể như trên đã dần dần mang lại nhiều thành quả tích cực trong sự phát triển ổn định của Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc. Cảm kích tấm lòng xả thân vì đạo để trợ duyên cho bổn sư, nên đầu năm 2020, vị đệ tử ni bác sĩ của Thượng tọa đã dâng cúng ngôi nhà được cải ra vi tử tọa lạc tại địa chỉ 18042 Villa Park Road, CA 92861. Đến ngày 29 tháng 5 năm 2021, lễ lạc thành được long trọng tổ chức tại đây. Viện Bodhi Buddha nhờ đó chính thức ra đời, đặt nền tảng văn phòng giao tiếp quốc tế, cũng như các bộ phận thư viện và phiên dịch của Đại học Phật giáo. Bên cạnh đó, các vị Pháp tử của Thượng tọa còn phát tâm xả thí tình tài để kiến lập tăng viện nội trú, với hy vọng nơi đây trở thành chiếc nôi, nuôi dưỡng thánh thai Bồ Tát. Nhưng Phật sự này gặp phải một số chướng duyên nên còn dang dở. Mặt khác, vào ngày 12 tháng 7 năm 2021, Thượng tọa còn tiến hành việc tạo mãi và xây dựng ni viện nội trú tọa lạc tại số 14052 Flower Street, Garden Grove, CA 92843, mà trong thời gian tới có thể làm nơi lưu trú cho 45 ni sinh tham học. Vào đầu tháng 5 năm 2022, Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc đang chuẩn bị tuần đại lễ Phật đàn với nhiều sinh hoạt, pháp hội, đại giới đàn, tốt nghiệp, chiêu sinh và khai giảng các khóa học mới, thì cơ duyên lại đưa đến. Thượng tọa Thích Huyền Châu đã phải nỗ lực rất nhiều để kịp thời mua lại khu thương mại Santa Ana Minimo, địa chỉ số 3412 Westminster Avenue, Santa Ana, CA 92703. Toàn bộ cơ sở và diện tích rộng lớn này nằm liền kề với Viện Phật học, do đó rất thuận tiện cho việc mở rộng quỹ đất xây dựng trường đại học. Vào ngày 28 tháng 5 năm 2022, Thượng tọa đã long trọng tổ chức đại lễ lạc thành đất già làm mới và đặt viên đá đầu tiên xây dựng đại học Sakya Buddha. Công trình chính thức được xây dựng trên địa chỉ số 3404 và 3412 đại lộ Westminster, thành phố Santa Ana, tiểu bang California. Tổng diện tích các hạng mục công trình lên đến gần 300.000 feet vuông và ước tính chi phí ban đầu lên tới hơn 25 triệu Mỹ Kim. Gần 10 năm làm việc không mệt mỏi trên đất Hoa Kỳ, Thượng tọa đã quy tụ tinh thần Phật học của đông đảo tri thức cộng đồng, đặc biệt là sự hy hiến không ngừng của tập thể Ban Giáo Thọ. Đây có thể xem là cột mốc thành tựu quan trọng trong sự khơi nguồn cho đạo mạch Phật Pháp trường lưu, mang theo hạt giống Bồ Đề đi vào biển tuệ. Quả thật, người gieo hạt Bồ Đề, thắp đèn bát nhã khắp soi cùng Pháp giới, thì đâu ngại gì sóng gió trùng dương. Gần 10 năm qua, cộng đồng Phật tử Việt Nam đã nhận lấy những bài pháp vô vàn lợi ích được truyền dạy từ Bồ Đề Phật Quốc. Chính vì thế, dân biểu Rô Khanna, thành viên Quốc hội Hoa Kỳ, đã công nhận những hoạt động giáo dục phục vụ cộng đồng của Thượng tọa Thích Huyền Châu là xuất sắc và vô giá. Tất nhiên, Đại học Sakya Buddha không dừng lại ngang đó. Trong tương lai gần, sẽ chiêu sinh với 4 chương trình đào tạo như sau. 1. Chương trình cao học Phật học, bao gồm nhiều tín chỉ đào tạo về lịch sử, triết học và tìm hiểu chuyên sâu về truyền thống Phật giáo. 2. Chương trình cao học triết học Phật giáo, bao gồm một trong những ngôn ngữ chính của kinh điển Phật giáo như Phạn ngữ, Hán ngữ, và các học phần về triết học Phật giáo trong các bối cảnh văn hóa, tín ngưỡng, lịch sử qua nhiều thế kỷ. 3. Chương trình cao học thần học Phật giáo, bao gồm các môn học nghiên cứu về thánh điển đạo Phật, lịch sử, trường phái, các phong trào đương đại, với mức độ chuyên sâu hơn chương trình cao học Phật học. Đây là chương trình đào tạo thích hợp cho những ai muốn trở thành nghiên cứu sinh tiến sĩ. 4. Chương trình tiến sĩ Phật học là chương trình chuyên sâu đặc biệt trong các nghiên cứu Phật học để trở thành học giả hoặc giảng viên bậc đại học Phật giáo. Hãy đến để mà thấy, Sakya Buddha University đang từng bước trở thành chiếc nôi học thuật, nơi hội tụ tư tưởng giải thoát và góp phần cống hiến cho nhân loại những giá trị hạnh phúc toàn cầu. California, ngày 12 tháng 1 năm 2023. Ban truyền thông Viện Phật học Bồ Đề Phật Quốc.